Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, để tưởng nhớ tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng máu xương trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, Ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang phối hợp với các nhà hảo tâm đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên và đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại điểm cao 468 xã Thanh Thủy. Trong không khí linh thiêng trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên, các thành viên trong đoàn đã kính cẩn dâng hương, tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính, sự biết ơn vô hạn tới công lao của các liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, dũng cảm chiến đấu, hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Tiếp đó, đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại điểm cao 468 xã Thanh Thủy. Để bảo vệ giải đất biên cương phía Bắc, hàng nghìn chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng đã mưu trí, dũng cảm, kiên cường, chiến đấu với tinh thần, một tấc không đi, một ly không rời, quyết tâm gìn giữ từng mỏm đồi, vách đất, điểm cao. Với tinh thần quả cảm, sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử, hơn 4.000 cán bộ chiến sĩ, những người con của đất mẹ Việt Nam đã anh dũng hy sinh, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Ban dân nguyện cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang phối hợp với các nhà hảo tâm đã đến thăm và trao tặng 1.000 phần quà cho các gia đình chính sách. Thưa quý vị, trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, hàng vạn chiến sĩ đã ra đi khi tuổi đời mới đôi mươi, để lại sau lưng là bố mẹ già, vợ trẻ, con thơ. Nhiều đồng chí chưa có người yêu để gửi niềm thương, nỗi nhớ. Vào những ngày này, tháng 7 hàng năm, hàng trăm chuyến xe chở theo những cựu chiến binh, các gia đình thương binh liệt sĩ lại ngược lên biên giới để thăm hỏi, tri ân và tưởng nhớ đến những người anh hùng mà tên tuổi các anh đã trở thành bất tử, xương máu các anh đã xây thành bức tường thép bảo vệ vững chắc từng tấc đất biên cương. Đây là lần thứ hai ông Nguyễn Văn Trọng cùng vợ bắt xe từ Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc ngược lên Hà Giang để thăm lại chiến trường xưa và thắp nén hương tri ân những người đồng đội. Là một người lính cầm súng chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên, với ông Trọng, có thể trở về từ cuộc chiến lành lặn là một kỳ tích. Bởi vậy, ông rất xót xa cho những người đồng đội đã không may mắn phải nằm lại ở chiến trường. Vì cũng là phải là cảm ơn đến các đồng chí đã bỏ xương máu để chúng ta mới có được ngày hôm nay. Nhìn thấy những tấm bia mộ mà không có tên tuổi, nói chung là rất xót xa. Mong muốn là để cầu cho các đồng chí là được là linh hồn được siêu thoát về với lại cõi lành. Gần chục năm qua, ông Đỗ Quang Huy tổ chức các chuyến đi cho Ban liên lạc cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên tại Hà Nội thăm lại chiến trường xưa, và chuyến đi nào với ông Huy cũng đong đầy cảm xúc. Trong làn khói hương tưởng nhớ, những người đồng đội dù còn sống hay đã mất, có dịp được gặp lại nhau, họ hát cho nhau nghe và cùng ôn lại những kỷ niệm thời vào sinh ra tử. Anh em chúng tôi nhớ đồng đội, tưởng nhớ anh em đồng đội đã cùng ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, chiến đấu cạnh tôi, hy sinh cũng cạnh tôi, và có những đồng đội đã hy sinh thay tôi. Với anh em chúng tôi là không bao giờ nghĩ rằng anh em đồng đội chúng tôi đã hy sinh, mà cảm thấy rằng ông anh em đồng đội của chúng tôi vẫn xung quanh đâu đó để nghe chúng tôi hát, nghe chúng tôi tâm sự. Hàng năm hàng tháng anh em cùng chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên. Lần đầu tiên du lịch tới Hà Giang, ba chàng sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã đến Nghĩa trang Vị Xuyên để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Giữa hàng ngàn ngôi mộ có rất nhiều những tấm bia ghi dòng chữ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, khiến những chàng trai trẻ cũng không giấu được sự xúc động. Em cũng có tìm hiểu qua mạng, thì em cũng biết những cuộc chiến tranh ở Việt Nam, thì em cũng biết là trận đánh ở Vị Xuyên là ác liệt nhất. Khi đến đây thì em thấy trong mình rất là bồi hồi, vì ông cha ta đã đi qua những cuộc chiến và đã dùng xương máu của mình đánh đổi lại những tấc đất. Thì em cảm thấy là mình biết đôi. Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy, nguyên quyền tư lệnh quân khu 2, nguyên tư lệnh mặt trận Vị Xuyên đã từng chia sẻ, ngày hôm nay và cả mai sau, cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Vị Xuyên, Hà Giang không thể bị lãng quên. Cần phải nói rõ cho con cháu chúng ta biết để luôn đề cao cảnh giác, nâng cao tinh thần yêu nước, yêu Tổ quốc,
sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, đánh thắng mọi kẻ thù để bảo vệ lãnh thổ, biên giới, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc thân yêu. Xin được chuyển sang các tin tức khác. Thưa quý vị, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường của hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải có tính liên hợp, liên quan đến hệ thống sông Nhánh. Vì vậy, cần có cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, quyết định thống nhất, không đưa lên, đẩy xuống. Đây là yêu cầu được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khi làm việc với các bộ ngành đại diện 3 tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, doanh nghiệp về kết quả xử lý ô nhiễm tại hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải vào chiều ngày 25 tháng 7. Hệ thống Bắc Hưng Hải là công trình thủy lợi rất quan trọng, phục vụ đa mục tiêu đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dân sinh tại 4 tỉnh thành phố là Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Dương. Nhưng nhiều năm qua đã trở thành kênh nước thải bị ô nhiễm trầm trọng. Quá trình khắc phục ô nhiễm trên hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải cho thấy luật pháp, cơ chế, chính sách đã đầy đủ, nhưng cần nhìn nhận lại vai trò, trách nhiệm, quyền hạn, hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật của các cấp, các ngành. Bộ Tài nguyên và Môi trường là đầu mối chịu trách nhiệm chủ trì, điều phối. Các biện pháp, giải pháp tiếp cận phải mang tính tổng thể, không giới hạn trong một địa phương. Trên phạm vi cả nước, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét tính toán điều chỉnh lồng ghép, tích hợp đưa hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung vào trong các quy hoạch chung của các tỉnh, thành phố, làm căn cứ để bố trí quỹ đất, nguồn lực đầu tư. Thưa quý vị, liên quan đến việc tỉnh Nghệ An có chủ trương đầu tư xây dựng đền thờ liệt sĩ tỉnh với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là hơn 88 tỷ đồng. Tại cuộc họp báo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2023, phóng viên của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC đã đưa ra nhiều câu hỏi về sự có cần thiết xây dựng công trình này hay không. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nghệ An đã có câu trả lời bằng văn bản gửi Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Theo đó, tại cuộc họp báo, phóng viên Đài truyền hình kỹ thuật số VTC đã đưa ra 3 câu hỏi với nội dung sự cần thiết xây dựng đền thờ liệt sĩ, cơ sở nào để tỉnh Nghệ An chọn núi Dũng Quyết làm nơi đặt đền thờ liệt sĩ? Tại sao Nghệ An không chọn xây dựng đài tưởng niệm mà lại xây dựng đền thờ? Theo văn bản gửi Đài truyền hình kỹ thuật số VTC ngày 12 tháng 7, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nghệ An khẳng định, xây dựng đền thờ liệt sĩ tỉnh Nghệ An làm ngôi nhà chung để thờ cúng liệt sĩ, thể hiện sự tri ân, đạo lý uống nước nhớ nguồn của thế hệ hôm nay đối với các liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Qua các ý kiến phản biện, thảo luận tại hội thảo, ý kiến của nhân dân qua cuộc khảo sát của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy năm 2019 và lấy kết quả ý kiến rộng rãi trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, có trên 80% ý kiến lựa chọn địa điểm xây dựng công trình tại phía đông nam núi Dũng Quyết, phường Trung Đô. Còn tại sao Nghệ An không chọn xây dựng đài tưởng niệm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nghệ An cho rằng đền thờ liệt sĩ là một trong những loại công trình ghi công liệt sĩ theo quy định tại pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, đáp ứng được việc dâng hoa, dâng hương phù hợp với phong tục thờ tự của người Việt Nam. Việc nghiên cứu dự án xây dựng đền thờ liệt sĩ tỉnh Nghệ An được Ban Thường vụ tỉnh ủy chỉ đạo sâu sát từ năm 2011 đến nay.